Hi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại series Sự thật hay là Hoang đường. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái truyền thuyết nhân gian về cái loài chó đội nón mê. Đây á, là một cái giống chó mà thành tinh, người dân người ta gọi á, là ma quỷ chó tinh đó. Nó là một cái giống chó có bộ lông màu trắng và cái mũi màu đỏ. Và cái câu chuyện về cái loài chó này nó rung rợn tới cỡ nào, mời các bạn cùng lắng nghe qua cái tập truyện hôm nay nha. Tại các cái làng quê miền Bắc thì người ta truyền miệng nhau rằng á, về sự tồn tại của một cái loại yêu tinh đợi lúc chó chuyên ám hại gia chủ. Các cụ ngày xưa tin rằng á, những cái gia đình gây nhiều sát nghiệp nè, đến khi phúc khí cạn kiệt á, thì sẽ xảy ra những cái điểm quái dị ở trong nhà, và cái mảnh đất nơi họ sinh sống á, sẽ có quỷ ẩn nấp. Có người kể rằng á nha, có khi một cái vong hồn quỷ quyệt nương trú vào một cái gia đình thì nó sẽ nhập vào cái bào thai của một cái con chó đang sống ở trong gia đình đó các bạn. Và nó sẽ ra đời dưới hình dạng á, là một cái con chó toàn thân phủ lông trắng luôn. Mà đặc biệt á nha, là con này có một cái lỗ mũi màu đỏ. Kể từ khi lọt lọc mẹ nha, thì nó khỏe mạnh hơn hẳn những cái con chó cùng lứa khác. Các anh chị em của nó sẽ lần lượt chết đi vì bị nó hút hết sinh khí. Rồi đến khi nó đủ lớn đó nha, thì chó mẹ cũng tự nhiên qua đời. Và người ta tin rằng cái loại chó tinh này nè, nó tuy á, là xác chó nhưng mà nó mang cốt quỷ. Ban ngày nó giả vờ đi lại trong hình dạng giống như á, là một con chó, nhưng mà đêm đến nha, nó sẽ vươn người đứng dậy. Do là vẫn trong cái xác chó, thành ra đó là nó không thể đứng lên và đi thẳng được. Vì vậy á, mà nó sẽ mang một cái gậy để mà chống đi. Khi mà chủ vắng nhà thì nó sẽ leo lên một cái chiếc võng nằm đung đưa, bật cười một cách thỏa mãn với một cái giọng ồm ồm của một cái con chó. Đến những cái đêm rằm, để tránh các cái vị thổ thần đi tuần tra đó, thì nó sẽ leo lên mái nhà, chống gậy bước đi. Trên đầu á, thì đội một cái chiếc nón lá để ánh trăng không có chiếu vào mặt của nó. Nếu không á, thì các vị thánh tiên sẽ nhìn thấy bộ mặt yêu ma của nó. Và ngày hôm sau á, thì trời sẽ nổi gió, thiên lôi á, sẽ đánh chết nó. Khi đi trên mái nhà nha, chiếc gậy của con chó yêu quái này nè, nó sẽ tạo ra những âm thanh khiến người ta nghĩ rằng á, là ăn trộm. Tại vì nó chống xuống những cái mái tôn cụp 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 cụp. Nó sẽ lật mái rối để nhìn trộm những cái người đang ngủ, nở một nụ cười ranh mảnh để tìm cách lẻn vào giấc mơ của người đó, tạo ra những cái cơn ác mộng nè. Có những lúc nha, lũ ma quỷ này nó đến nhà chơi lúc nửa đêm. Nó dùng thức ăn của gia chủ đãi bạn bè. Nó tụ họp giống như là một cái bàn tiệc, rồi chúng cùng ngồi ăn, cùng sinh sống, cùng khúc khích cười giỡn với nhau, như là những con người mà ăn tiệc với nhau vậy các bạn. Qua ngày hôm sau thì chắc chắn toàn bộ thức ăn đó sẽ bị hôi thiêu, thậm chí là có dòi bọ đút nhút. Chó đội nón mê nó khiến cho tâm trạng của cái người trong nhà luôn cảm thấy bất an, khó chịu, cọc cằn. Trong gia đình đó nha, thì thường xuyên xảy ra những cái chuyện xung đột. Các thành viên sẽ chia rẽ dần. Nếu mà ai đó vô tình nhìn thấy cái hành vi bất thường của cái người chó nè, sẽ la hét lên. Lúc đó nó sẽ nhân lúc họ há to mồm để ăn hồn phách của họ. Theo người xưa đó, thì chó đội nón mê là một cái điềm gỡ, cho thấy mảnh đất đó, mảnh đất mà những cái gia đình đó đang sinh sống đó, là có nhiều âm khí nặng nề. Nơi đó có thể liên quan đến sát sinh nè, hay là một cái tội ác mà khó dung thứ. Việc xuất hiện cái loài chó trắng mũi đỏ cũng được xem là dấu hiệu cho việc nhà đó sắp có người qua đời. Yêu quỷ sẽ đến đó sinh sống và canh bắt hồn những cái người chết. Và khắc tinh của chó đội nón mê chính là con chó tứ túc huyền đề. Đây là một cái loại chó mực có một cái bộ lông đen tuyền luôn. Nhưng mà các ngón chân của nó lại có màu khác nhau. Máu của tứ túc huyền đề thần khuyển cũng được xem là cách để chữa trị cho những cái người phụ nữ mà bị quỷ nhang quấy phá. Chó trắng mũi đỏ là loài quỷ thành tinh, nó đã đầu thai với cái xác chó chứ không phải là vong ma thông thường. Người ta bảo rằng á nha, là bùa chú hay là thần phù thì không thể nào ngăn cản được nó, chỉ có mật chú của chú Phật á thì mới trừ được cái loài quỷ này. Và một cái câu chuyện về cái loài chó đội nón mê này mà được người ta truyền tay nhau cũng rất là nhiều luôn. Và cái câu chuyện này nói về gia đình của một cái ông phú hộ giàu có. Hai vợ chồng ông á, thì có một cô con gái rất là xinh đẹp luôn. Đồng thời là nhà ông cũng có nuôi một cái con chó cái. Thì cái đợt đó là cái con chó cái nhà ông nó đẻ ra 5 con. Trong đó thì có một cái con giống đực, lông trắng, mũi đỏ. Nhiều người cũng khuyên ông nên đập chết nó đi, hoặc là nuôi nó lớn lớn rồi
rồi đem đi làm rượu mặn. Nhưng mà ông không có nghe. Cũng vì là thương chó đó các bạn. Ông nghĩ nha, chó thì con nào chả là chó. Chó trắng, chó đen, chó vàng, chó mực thì chó nào vẫn là chó thôi. Dù mũi có đen, nâu, vàng, trắng hay là đỏ thì có sao đâu. Ông cứ nuôi đàn chó này. Có người lên á, thấy cái lũ chó này, họ cũng có xin ông cho. Và cái người xin ông á, là không ai lựa chọn cái con chó trắng mũi đỏ này hết các bạn. Cái con này nha, sau một thời gian bú mẹ, nó bắt đầu biết ăn cơm. Nó rất nhanh lớn luôn, nó nhanh lớn hơn những bầy khác rất là nhiều. Nhìn nó rất là dễ thương đáng cưng luôn. Nó giữ nhà rất là năng nổ luôn. Và cái cuộc sống của nó cũng giống như là những cái con chó khác. Nó cũng dọn phân trẻ em nè, rồi cũng thích ăn mấy cái đồ dơ nữa. Người ta khuyên ông á là nên đề phòng, kẻo con chó này nó thành tinh. Ông á thì ông có tin. Ông cho đó là một cái chuyện huyễn hoặc. Tin theo á chỉ là mê tín dị đoan thôi. Nhà ông á thì là nhà ngói, mái dốc. Nó có cái máng xối để mà hứng nước mưa. Mỗi khi mà nhà dột muốn thay một cái miếng ngói á, leo lên cũng rất là khó khăn luôn. Vậy đó, vào một cái đêm nọ, bữa đó ông nghe giống như là có cái tiếng người chống gậy đi ở trên nóc nhà của mình. Ông cho đó là kẻ trộm. Ông giả bộ ho để kẻ trộm thấy nhà có người còn thức để mà đi xa ra. Với cái tiếng ho của ông á nha, quả nhiên là cái tiếng động ở trên nóc nhà bắt đầu nó nhẹ nhẹ dần đi. Một hồi sau thì mất hẳn luôn. Cái đêm ngày hôm sau, ông lại nghe thấy một cái tiếng động tương tự như vậy. Ông ngồi dậy, bật đèn lên. Cái tiếng động nó dần dần mất. Rồi tới cái đêm thứ ba, đêm thứ tư, cái sự việc này nè, nó tiếp tục diễn ra các bạn. Ông nghĩ là cái tên trộm này nó thật là ngang. Và những cái lời tằng hắng của ông nó chỉ hiệu nghiệm một hai đêm đầu thôi. Nó không có khiến cho cái người tên trộm này nè sợ hãi. Ông nghĩ như vậy. Ông phải dậy và cho cái tên trộm này một trận á, để tuần sau nó không có dám tới nhà tìm cách ăn cắp đồ của ông nữa. Ông lấy một cái cung với bó tên. Xong rồi cái đêm thứ năm đó các bạn, ông mới đắp sẵn tên vào cái nỏ, ngồi chờ cái cửa mở ra sân. Ông không đóng cửa lại, chỉ khép hờ thôi. Thì tầm khoảng chừng nửa đêm đó, thì ông lại nghe thấy một cái tiếng động y chang như là mấy cái tiếng trước. Ông cũng rón rén đẩy cửa bước ra sân. Cái tay á thì vẫn cầm cái chiếc nỏ nha. Cái đêm hôm đó thì trời tối thui à, không trăng, nhưng mà có rất là nhiều sao. Những cái ánh sao nó không đủ chiếu sáng để mà ông nhìn rõ cái vật ở trên nóc nhà của mình là cái gì. Bước ra ngoài sân, ông mới ngẩng lên nhìn lên nóc nhà. Cái phòng của ông ngủ thì gần một cái đầu cuối. Thì khi ra sân đó nha, ông đứng ở trước cái phòng của mình. Xong rồi ông mới nhìn lên trên nóc nhà của mình. Ông chỉ nhìn rõ thấy cái phía của ông đứng thôi. Còn về đầu kia đó thì ông nhìn không có thấy rõ. Cái phía nhìn rõ đó là ông thấy mờ mờ có một cái bóng người. Đầu thì đội nón lá, tay thì chống gậy, đang đi từng bước một. Ông ngạc nhiên, trộm gì mà lạ luôn vậy? Đã đi ăn trộm mà còn đội nón lá, mà còn chống gậy nữa. Ông cố gắng nhìn kỹ lại, xuyên qua cái bóng tối đó nha, thì ông thấy một cái người không có cao lắm. Hình vóc giống như là một cái đứa trẻ con 7-8 tuổi. Hai tay thì ngắn và hai chân cũng rất là ngắn luôn. Đứa nào á, con nít nào, con nhà ai mà nghịch ngợm như vậy? Cái bóng đen đó, có lúc á thì nó nhìn về phía xa xa, có vẻ như á nha là nó đang chờ đợi hoặc là trông ngóng một cái thứ gì đó. Ông mặc kệ, muốn gì á thì gì. Dù là kẻ trộm hay là trẻ con nghịch ngợm đó, thì ông cũng phải giương nỏ bắn một mũi tên về hướng đó. Cố ý á là bắn lệch một chút xíu, kiểu như á là để dọa dẫm, dọa nạt trước các bạn. Ông không có định bắn trúng. Ông sợ là chết một cái đứa trẻ thì lại ân hận. Cái mũi tên nó buông phẹt ngang cách cái bóng đen đó tầm khoảng chừng một gang tay hơn. Cái bóng đen giật mình, rồi bóng vút một cái, nó lao mình vào đêm tối rồi biến mất. Lúc này nè, ông quay trở vào nhà. Ông cũng rất là băn khoăn về những cái chuyện vừa xảy ra. Ông nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi một hồi thì mới ngủ được. Tới sáng ngày hôm sau thì ông vừa thức dậy, chưa kịp pha trà uống nước gì hết á, thì vợ ông đã hỏi:
Thầy nói này, cái chiếc nón hôm qua tôi để ở nhà bếp á, thầy nó có làm gì không? Chiều tối rồi, tôi làm gì mà lấy nón làm chi? Mình để ở đâu á rồi quên đó chứ. Ông mới trả lời, vợ ông á thì không có quên. Cái lúc ở ngoài đồng về, chính tay của bà đó đã lấy cái chiếc nón máng trên cái tay có xe lúa. Sáng nay định đi ra đồng, nhưng mà tìm mãi không thấy cái nón lá đâu. Ông Phú ông nè, đang pha trà, gót đưa cái người vợ của mình một cái chén trà. Lúc đó đó thì đàn con trai của ông ở ngoài vườn nó mới đi vào. Tay á thì cầm chiếc nón của mẹ và nói, nón của mẹ nè, ai á vứt ở ngoài hàng rào vườn á con mới tìm thấy. Bên cạnh cái nón á còn có cái chiếc gậy nữa. Cái người Phú ông mới nói, chắc là đứa nào nó nghịch chứ gì. Bà vợ lúc này không có nói gì. Uống xong cái chén trà ông đưa, bà cầm cái chiếc nón đội lên đầu rồi đi ra đồng để mà trông nom thợ cày thợ cấy làm việc. Cái lúc này ông Phú cũng tiếp tục băn khoăn về cái chiếc nón và chiếc gậy. Sau đó có một cái người hàng xóm sang chơi. Ông Phú mới thuật lại cho cái ông này nghe những cái gì mà vừa xảy ra với mình ở đêm qua. Còn cả sự kiện chiếc nón của bà vợ bị vứt ngoài hàng rào và cái cây gậy. Ông hàng xóm thì không có nói gì, uống nước, ăn trầu, hút thuốc. Một hồi thì ông mới đi về. Khi mà ra tới cổng đó nha, thì ông mới mời ông Phú sang nhà ông chơi. Tại vì ông có một cái câu chuyện muốn kể cho ông Phú nghe. Thì trong lúc mà Phú ông nói chuyện với vợ con đó, cũng như cái lúc mà nói chuyện với ông hàng xóm này, thì cái con chó trắng, mũi đỏ cứ lây quay ở dưới gầm giường, hoặc là đi ra sân rồi lại trở vào nhà. Nếu mà nó là một con người thì đã bị người ta nghi ngờ là có tật giật mình rồi các bạn. Thì một lúc sau ông Phú ông cũng qua nhà ông hàng xóm chơi. Khi mà qua nhà ông hàng xóm đó, ông mới nói, tôi sở dĩ mời ông sang đây nè, vì cái câu chuyện ở nhà của ông đó. Tôi thì không có muốn cái con chó trắng mũi đỏ ở nhà ông nó nghe được. Tôi để ý đó là nó cứ quanh quẩn để nghe trộm những cái gì mà ông nói với tôi. Và tất nhiên những gì tôi nói với ông đó. Ông Phú lúc này ngạc nhiên mới hỏi, cái con chó trắng nó biết nghe chuyện hả? Nó biết nghe trộm? Đúng, con chó trắng này đó, nó không phải là chó, nó là yêu ma. Và cái bóng đen mà ông trông thấy ở trên nóc nhà hàng đêm chính là nó. Lúc này ông Phú ông mới nói, tôi không tin. Chó đó thì làm sao biết đội nón, rồi biết đi hai chân. Lúc này ông hàng xóm mới bảo, trời ơi, ông á chắc phát quá. Nó là yêu ma, nó đi một chân còn được nữa, nói chi là hai chân. Ông không nghe thấy mấy cụ nói về cái dòng chó trắng mũi đỏ hay sao? Ông Phú mới lắc đầu. Ông hàng xóm mới nói, các cụ bảo rằng đó, chó trắng mà mũi đỏ là cái dòng yêu ma mang hình chó. Nó thường đội nón, chống rậy, đi ở trên nóc nhà. Mà nó làm thế để làm gì? Ông Phú hộ mới hỏi, vậy ông cho cái bóng đen đi trên nóc nhà và ông là một cái đứa nhỏ hay sao? Con nhà nào á mà nửa đêm nghịch ngợm như vậy? Với lại đó, một cái đứa nhỏ làm sao á mà có thể đi một mình ở trên cái ngói như vậy được? Làm sao á mà ông bắn tên nó dám nhảy đi chỗ khác được, có mà té chết. Rồi nó leo lên nóc nhà để làm gì? Thì tôi nghĩ rằng đó, nó leo lên để nó chờ đồng bọn yêu ma của nó. Có thể nó đã hẹn hò một cuộc họp với những cái con yêu ma khác, cũng là đội cái lớp chó trắng mũi đỏ như vậy, hoặc ở nhà ông, hoặc á là ở nơi khác. Nó ngước nhìn về phía xa là để ngóng nhìn những cái đồng loại của nó đó. Lúc này ông Phú ông cũng đang suy nghĩ, nhưng mà ông mới nói, ở làng của ta nè, ngoài tôi ra đó thì có ai nuôi chó trắng mũi đỏ nữa đâu. Lúc này ông hàng xóm cười mới nói, ông khờ khảo quá, đâu có cần phải á là nó chờ đợi những con chó ở làng ta đâu. Nó là cái giống yêu ma, chúng nó đó thì có thể hẹn hò dù á là cách xa nhau cả ngàn dặm ấy chứ. Chó nhà của ông đó thì chắc nó đã hẹn với đồng bọn của nó rồi. Cái lũ đồng bọn này ở một nơi không có gần ở đây đâu. Lúc này Phú ông không có nói năng gì,
Vẻ mặt của ông vẫn còn đang nghi hoặc. Ông với cái chiếc điếu hút một hơi, nhấp một miếng trầu nhai. Xong rồi đó, ông mới bảo với ông hàng xóm. Ông nói vậy đó thì tôi nghe vậy, nhưng mà tôi cũng không có tin chó trắng mũi đỏ lại là yêu ma đâu. Chó thì là chó, yêu ma đó thì là yêu ma. Sao á chó lại có thể là yêu ma được chứ? Tin hay không á là quyền của ông. Nhưng mà dù có tin hay là không tin thì ông cũng nên á hóa kiếp cho con chó trắng nhà ông đi. Ông Phú Hồng cảm ơn ông hàng xóm và những cái điều ông hàng xóm nói. Ông đi về mà trong lòng ông băn khoăn, nghi hoặc dữ lắm. Tại vì ông thấy á, ông hàng xóm nói cũng khá là hợp lý. Con nhà ai nửa đêm mà nghịch ngợm dại dột như vậy nửa đêm? Mà nếu là con người thì làm sao có thể lao mình một cái như vậy được khi ông vừa bắn ra một mũi tên. Đi về tới sân nhà đó thì cái con chó trắng phải đuôi mừng. Nhìn nó đó thì ông không thấy có một cái vẻ gì là yêu ma hết trơn á. Ông cũng không nghe lời ông hàng xóm mà quá kiếp cho nó. Ông á thì vẫn thương nó, là một cái con chó biết vẫy đuôi mừng chủ. Vả lại đó là nó giữ nhà cũng rất là tốt, nó cũng quấn quýt bên mọi người trong gia đình nữa. Và ông vẫn nuôi cái con chó này cho tới khi á mà ở nhà ông xảy ra một cái chuyện rất là không hay. Ông thì có một đứa con gái đầu tên là Ngách. Năm đó đó thì cô gái 18 tuổi. Cô Ngách này nè trông rất là mặn mà, duyên dáng. Những cái cậu tre trong làng đó thì cũng tiếp cận để mà dè dãn cô. Cô Ngách này á thì tự nhiên mang bệnh, thuốc thang chữa trị tới nào á cũng không có khỏi. Nhiều khi á là cô mê sản. Trong lúc tỉnh á thì cô đã nói cho cha mẹ của mình hay, là đêm đêm á là cô cứ mơ thấy một cái chàng thanh niên đẹp trai vượt qua cái lớp cửa sổ đi vào phòng của cô để mà ăn ái với cô. Cô chống cự không có nổi. Và kể từ khi á mà cô bị vào tay thanh niên này nè thì cô bắt đầu á là mang bệnh. Cô lại cho cha mẹ của mình biết á là thanh niên này rất là kỳ lạ, không bao giờ nói năng một câu nào hết. Hắn đến á ép buộc cô, mây mưa xong với cô á là hắn sẽ đi liền. Cô hỏi á thì hắn cũng không có trả lời, mà cô chống cự lại á thì không có nổi, muốn kêu la lên mà chỉ cứ ú ớ à, không có kêu ra tiếng. Cái lúc này ông bà Phú rất là lo lắng, nghĩ là con gái mình á bị tà ma ám ảnh. Sau đó ông mời thầy về để mà cúng trừ tà. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng mà đêm đêm cô Ngách á vẫn thấy một chàng thanh niên đẹp trai không nói mà cứ lại cưỡng hiếp cô. Người cô ngày một á gầy gọt xanh xao, bệnh tình thì ngày càng nặng. Phú ông á thì mượn một cái người lực điền canh cửa phòng và cửa sổ. Và chính ông nè đêm hôm cũng thường xuyên thức giấc để đi tới đi lui phòng con gái của mình canh. Nhưng mà với cái sự việc cô Ngách này nè bị tà ma quấy nhiễu như vậy thì nhà Phú ông lại xảy ra một cái chuyện lạ nữa. Là thỉnh thoảng đêm đêm á nha thì ông lại nghe thấy có cái tiếng người rửa bát ở ngoài sàn nước. Có một cái lần ông và một cái người thợ cày chạy ra coi đó thì có một cái bóng người vụt chạy đi mất, để lại á là một cái vũng nước rồi bát để dơ một đống vậy đó. Mà cứ đêm nào cũng như vậy, y như rằng á nha là gạo nhà ông là ông thấy vơi nhiều, mà có người đã múc gạo của ông lúc nửa đêm. Ông không biết là ai, ông lo lắng. Cái lúc này ông mới bày tỏ sự lo lắng của mình với cái người hàng xóm. Ông hàng xóm mới nói đó, lúc trước á là tôi bảo không có nghe, tất cả mọi việc xảy ra hôm nay nè đều là do cái con chó trắng mũi đỏ nhà ông nó làm ra hết đó. Nó là yêu ma, chính nó đã hóa ra cái thằng con trai câm cưỡng hiếp con gái của ông. Chính nó đã mời đồng loại yêu ma tới nhà ông để mà ăn uống rồi rửa bát. Coi chừng đó, rồi có một ngày bọn chúng nó sẽ giết hết cả gia đình của ông. Các cụ thường bảo rằng đó, ngày trước thì cũng có một cái nhà nuôi chó trắng thành yêu, gặp cái lúc vận nhà suy, những cái người trong nhà đó lần lượt chết, chết dần, chết mòn. Người này chưa chôn đó thì người kia đã chết theo rồi. Phải có người thầy cao tay ấn lắm thì mới trị được. Cái lời ông hàng xóm nói càng cho Phú ông này nè càng lo lắng thêm nữa. Ông mới hỏi là bây giờ làm sao. Ông hàng xóm mới đáp đó nha, chỉ có cách là mời một cái người thầy bùa, mà tốt nhất là phải làm sao quá kiếp được cái con chó trắng mũi đỏ này nè. Nhưng mà nó đã thành tinh rồi.
ông coi chừng đó. Những cái ý định gì của ông, nó cũng có thể biết được. Mà một khi nó biết được ông định quá kiếp nó đó, thì ông phải cẩn thận hơn nữa, kẻo nó lại quá kiếp ông trước đó. Ông đừng có nói ý định của mình cho ai biết hết trơn, kể cả vợ và các con của ông. Hãy để ở trong đầu, rồi cứ lúc nào thuận tiện rồi bất thình lình đó nha. Ông hãy cho nó một nhát dao hoặc là một cái búa nào đó, may ra đó là mới có thể trừ được nó. Cái người của ông lúc này nè buồn rầu, rất là lo lắng. Ông cũng hối hận á, vì đã không nghe ông hàng xóm từ trước hóa kiếp con chó trắng mũi đỏ này nè từ khi nó còn nhỏ. Tới bây giờ nè, ông đã rất tâm rồi, ông đã quyết định rồi, ông sẽ giết cái con chó trắng này để mà trừ loài yêu ma trong nhà mình. Nhưng mà có lẽ con chó đã biết được ý định của ông, thành ra tuy là vẫn ở nhà của ông nhưng mà không ai á mà đến gần được nó hết trơn á. Còn có lúc đó nha, ông là một cái người thanh niên trai tráng sang Bắc thì cũng không hiểu á là nó có phép màu gì, nó luôn luôn á tránh thoát được. Kể cả cái người lực điền bắt nó được rồi, xích nó lại rồi, nhưng mà nó vẫn thoát ra được các bạn. Cái người hàng xóm hỏi thăm ông về cái tình trạng về cô ngách đó, và hỏi cả về con chó trắng đó nữa. Nhưng mà ông này không bao giờ đem những cái câu chuyện đó nói ngay tại nhà của ông Phú, chỉ dẫn về nhà của ông nói thôi, hoặc á là hai người gặp nhau nói chuyện ở ngoài đường. Ông cũng khuyên ông Phú đó là phải hết sức cẩn thận, đừng có để con chó biết ý định của ông á là muốn giết nó. Bởi vì nó mà biết đó nha, nó sẽ cố tìm cách giết ông trước. Cái lời nói của ông hàng xóm khiến cho ông càng lo lắng hơn nữa. Ông đành đi kiếm khắp mọi nơi, nghe người thầy nào mà cao tay, ông cũng mời tới nhà để mà trừ yêu ma, chữa bệnh cho cô ngách con gái của mình. Và tốn kém rất là nhiều tiền, nhưng mà kết quả đó thì không có đi tới đâu. Rồi một cái đêm khuya, ông thức giấc. Ông đi tới phòng của cô Vách để mà thăm con, để mà xem chừng cái sự canh phòng của những cái người thanh niên mà ông thuê mướn. Cái anh đó gục đầu ngay cửa sổ, còn trong màn cô ngách thì có bóng người đang lục đục. Ông lên tiếng đánh thức cái anh thanh niên, thì từ trong phòng của Phách có một cái bóng trắng lướt ra, nhào theo lối cửa sổ, vượt qua đầu của người lực điền mà biến mất tiêu. Cái bóng trắng này nè, nó không ra hình người, không phải hình vật, nó trông giống như là chiếc bóng chống gậy đội nón trước đây mà ông đã từng trông thấy ở trên nóc nhà của mình. Ông biết hai cái bóng đó là một, và chắc nó là cái con chó trắng mũi đỏ mà ông nuôi bấy lâu nay. Lúc này cái sự lo lắng của ông á nó càng dữ hơn nữa. Ông nói chuyện với cái người thanh niên được điền một chút để canh chừng con gái của mình. Xong rồi ông trở về phòng ngủ của mình. Khi mà ông đi về phía phòng ngủ của mình, ông nghe thấy phía sau nhà đó, ở trong cái vườn cây có cái tiếng lao xao xì xào. Ông nghĩ là kẻ trộm đang bàn tính để vào ăn trộm nhà của mình. Lúc này ông rón rén tới cái bờ tường, nhìn qua cái khe tường đó, thì đó không phải là kẻ trộm. Những cái gì mà ông nhìn thấy đó làm ông kinh sợ toát một hơi hộp. Tại vì ông thấy đó là có một đám vừa người vừa chó đang ngồi quay tròn ăn uống với nhau. Có hai người, còn lại là toàn là chó hết. Mà hai cái người này đều bằng tầm vóc một cái đứa trẻ lên 7 lên 8 thôi. Có con chó đó thì thân chó như là đầu người, có con chó đó là nguyên hình chó luôn. Chúng thì đang ngồi ăn uống rồi bàn tán với nhau. Nhìn cái chiếc mâm đặt giữa mọi người và chó này nè, thì đó chính là cái chiếc mâm của nhà ông cũng thường xuyên dùng để mà ăn cơm. Bát đũa cũng chính là những cái chén đũa của nhà ông đang dùng hàng ngày. Nhìn thấy bọn người và chó này nè đang ăn uống hội họp ở phía sau nhà của mình, tóc gái ông bắt đầu dựng ngược lên, da gà ông cục con mà nổi hết lên. Nhưng mà khi nghe bọn chúng bàn tán với nhau đó, thì ông không còn hồn vía nào nữa. Tại vì chúng nó bàn tán với nhau đó, sau khi mà bắt xong hồn con gái của ông đó, thì một con chó cái sẽ bắt hồn thằng con trai của ông, cậu Tường, em ruột của cô Ngách. Năm nay đó thì thằng nhỏ mới có 16 tuổi à. Một cái con chó đầu người nói với một con chó khác rằng: chị muốn bắt thằng Tường, chị phải bắt ngay, coi chừng á là bố nó biết, bố nó gửi nó đi chỗ khác á thì hỏng việc đó. Cái con chó kia đó nó cũng trả lời lại: bố nó đó biết làm sao được,
chuyện mình nói ở đây nè, có ai đâu á mà nghe được. Một trong hai con chó mà mang hình người nói, rồi bố con anh em nhà nó, bọn mình sẽ từ từ bắt hết. Chúng nó sẽ chết không có kịp chôn. Lúc này ông Phú sợ quá, ông lẳng lặng rón rén đi về phòng ngủ của mình. Ông đi một cách rất là nhẹ nhàng. Ông sợ đó là kinh động tới cái bọn chó yêu ma này sẽ dẫn đến một cái hậu quả không hay. Tới sáng ngày hôm sau, ông nhìn trước nhìn sau thì không thấy con chó trắng mũi đỏ của nhà mình ở đâu nữa hết. Ông mới kể lại những cái điều mình trông thấy đêm trước cho vợ của mình nghe. Và ngay sáng ngày hôm đó, vợ của ông đã mang thằng Tường đi gửi ở nhà ông ngoại, ở cách nhà ông á thì tầm một cái thôn khác. Cái lúc này ông qua nhà ông hàng xóm kể lại những cái chuyện xảy ra đêm trước tại nhà của ông cho hàng xóm nghe. Và ông hàng xóm mới nói đó, bây giờ đó chỉ còn có một cái cách là tìm một cái người thầy cực kỳ cao tay rồi xin bùa về yểm khắp nhà, mai ra đó thì mới trừ khử được chúng. Ông nói ông đã mời thầy cao tán rồi và đã xin bùa về yểm khắp nhà rồi, nhưng mà không có ăn thua gì. Lúc này ông hàng xóm mới bàn mới nói á, bây giờ chỉ còn một cái cách á là cầu trời và lễ Phật. Ông khuyên cả hai vợ chồng đêm đêm nên thắp hương khấn trời và chia nhau đi chùa để mà cầu xin Phật tín độ. Không có cách nào khác thì hai vợ chồng Phú ông cũng thường xuyên đi chùa đi đình, không có cách nào khác. Thành ra hai vợ chồng của ông Phú ông đó cũng thường xuyên đi lễ chùa, lễ đình để mà xin thần Phật phù hộ, giúp đỡ cho gia đình của ông đó là tai qua, nạn khỏi. Đêm đêm đó nha, thì hai vợ chồng của ông cũng đêm thắp nhang, ông bà đó thì cứ thường xuyên đi lễ, cầu trời cứ cầu trời. Những cái việc bất thường nó cứ xảy ra đều đặn ở nhà của ông. Cô Ngách đó thì vẫn đêm đêm trong giấc mơ có kẻ tới ép cô làm tình làm tội, và thường xuyên ông nghe những cái tiếng rửa bát đũa ở ngoài sàn nước. May mắn thay đó là ông đã nghe trộm được những cái lời bàn tán của lũ chó này, đã gửi được cái người con trai của mình đi sớm, thành ra đã tránh được tai nạn sát thân cho con trai của mình. Lúc này hai ông bà lo lắng sợ hãi dữ lắm, cả hai càng ngã càng gầy guộc đi, người thì trông hốc hác mất hết cả tinh thần. Trong khi là gia đình của ông đang ở trong một cái tình trạng khốn đốn như vậy, thì bỗng một ngày có một cái bà sư già tới nhà của ông mới nói, kêu ông là ông mang tiền gạo ra cúng. Lẽ ra đó nha, cái việc tiền gạo xong bà sư này đi ra để mà tới nhà người khác. Nhưng mà thay vì ra đi đó, thì cái người sư này đã xin với ông là cho nghỉ tạm trong nhà của ông mấy ngày. Bà mới nói đó, bận đi từ xa xôi tới đây, mệt mỏi, không tiếp tục đi quyên giáo được. Xin thí chủ đó, nhà có rộng thì cho bần ni đó ở nhờ ít bữa. Khi nào mà lại sức thì bần ni sẽ ra đi. Cả hai vợ chồng ông bà Phú ông lúc này nè đều trịnh trọng đón tiếp cái vị sư này, rồi mời nhà sư lên nghỉ ở cái ngôi nhà trên, nghĩa là cái ngôi nhà chính của gia đình luôn đó các bạn. Cái người sư già lại ngỏ ý với hai ông bà, muốn là có chỗ để mà tụng kinh niệm Phật. Bà sư mới nói, bần ni là kẻ tu hành, hàng ngày đó thì phải tụng kinh niệm Phật. Dám phiền thí chủ cho bần ni mượn một cái nơi để lập bàn thờ Phật. Có bàn thờ thì việc tụng niệm đó thì sẽ được nghiêm túc hơn. Hai vợ chồng Phú ông mời cái vị sư già nè lại cái bàn thờ Phật ngay bàn thờ gia tiên nhà của mình. Như vậy đó thì tổ tiên của Phú ông cũng sẽ được nghe kinh. Sư già mới lấy ra một cái pho tượng Phật đặt lên hương án cao hơn đỉnh trần. Ngay sau đó nha, thì đèn hương được thắp lên và cái vị sư này bắt đầu niệm Phật tụng kinh. Phú ông á thì không có biết là cái người sư này đã tụng những cái loại kinh gì, chỉ biết á là bà chăm chú tụng kinh niệm Phật, không có chú ý gì đến những cái chuyện bên ngoài hết trơn á. Bỗng một ngày đó thì chỉ ăn một bữa vào lúc giờ ngọ cơm chay do vợ chồng con Phú ông này nè cũng đã cung cấp chuẩn bị sẵn. Rồi đêm đêm đó thì vị sư già cũng tụng kinh rất là khuya luôn. Bà tụng kinh như vậy á là 3 ngày liền, chỉ nghỉ đó vào lúc thụ chay là ăn cơm thôi, và vào quá nửa đêm tới sáng để mà nghỉ ngơi. Vợ chồng cái người Phú ông này nè hầu hạ cái vị sư già cơm nước và tự cảm thấy là trong lòng của mình rất là nhẹ nhõm,
và mọi sự lo lắng tự nhiên tiêu tán các bạn. Mà cái điều đáng kể là trong suốt 3 đêm liền, từ hôm mà cái vị sư này bắt đầu tụng kinh, thì những cái sự kiện ma quái, tâm linh nó không có xảy ra ở nhà ông nữa. Cô ngách đêm đêm không thấy yêu ma tới quấy nhiễu, cưỡng hiếp. Và cái đàn chó thành tinh đó thì dường như nó cũng không thấy tới hội họp ở phía sau nhà của phú ông nữa. Tới sáng ngày thứ tư đó, thì cái vị sư già từ nhã nhà phú ông để mà tiếp tục đi khuyến giáo. Hai ông bà lúc này nè, cố giữ thì cũng không có được. Có đưa tặng gạo, tiền thì vị sư này nè đều từ chối, lấy cớ là trong mấy ngày ở lại, sư già đã quấy nhiễu ông bà quá nhiều rồi. Hai ông bà lúc này tiễn cái vị sư ra đến đầu xóm thì mới quay trở về nhà. Khi mà về tới nhà đó, thì cái người phú ông được một cái anh lực điền cho biết đó nha, là cái con chó trắng mũi đỏ không hiểu vì sao mà nằm chết ở ngay cái bụi tre sau nhà. Bây giờ phú ông mới hiểu là vị sư già là một cái vị cao tăng, đã vì gia đình của ông mà tụng kinh niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm để mà trừ yêu quái các bạn. Và đây cũng là kết thúc cái câu chuyện về chó trắng mũi đỏ, một cái loại chó thành tinh mà người đời trong nhân gian người ta hay truyền tai nhau tụng là chó đội nón men. Thì bạn nào mà còn biết về những cái câu chuyện tâm linh truyền thuyết bí ẩn muốn cho mình kể lại, có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình có để trên màn hình đó nha. Còn bây giờ thì các bạn nhớ là Chuyện Ma Nhường Kể sẽ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ các ngày 24/6 trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện rồi ngủ ngon nha.